Suy tim, đột tử là những hậu quả nghiêm trọng của những bệnh nhân bệnh mạch vành. Can thiệp chụp mạch vành và đặt stent tim mạch là phương pháp hiệu quả nhất để điều trị bệnh mạch vành. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân bệnh mạch vành vẫn đang do dự, trì hoãn bởi lo lắng về tác dụng phụ của thuốc cảm quang hoặc nguy cơ tái hẹp sau đặt stent, đặc biệt ở người lớn tuổi có nhiều bệnh nền đi kèm. Vậy, làm thế nào để chẩn đoán, điều trị bệnh lý mạch vành an toàn, hiệu quả và giảm tác dụng phụ? Kỹ thuật mới chụp mạch vành an toàn cho bệnh nhân suy thận, suy tim hiện nay là gì? Kỹ thuật mới nào giúp đặt stent ít xâm lấn, giảm nguy cơ tái hẹp cho bệnh nhân bệnh mạch vành? Làm thế nào để duy trì hiệu quả lâu dài sau đặt stent? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn trực tuyến Kỹ thuật mới chụp mạch vành và đặt stent tim mạch, giảm nguy cơ tái hẹp, kéo dài tuổi thọ và chất lượng sống, với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm thuộc hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Ngọc Long, giám đốc trung tâm can thiệp mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ bác sĩ Võ Anh Minh, trưởng đơn vị can thiệp mạch vành trung tâm can thiệp mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Hưng, phó khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Long, bác sĩ can thiệp tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên báo điện tử vtv.vn, thanh niên.vn và website tamanhhospital.vn, livestream trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam và các fanpage Trung tâm tin tức VTV24, VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Trung tâm Sản phụ khoa Tâm Anh, IVF Tâm Anh, VNVC, Trung tâm Tiêm chủng trẻ em và người lớn, NutriHome, khám dinh dưỡng cho trẻ em và người lớn, kênh YouTube Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, YouTube Báo Thanh Niên, YouTube Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp sóng trên fanpage Báo VN Express và fanpage Báo Thanh Niên. Vào lúc 20 giờ thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022, trực tiếp đặt những câu hỏi băn khoăn về kỹ thuật mới chụp mạch vành và đặt stent tim mạch trên các trang fanpage để được các chuyên gia tư vấn ngay từ hôm nay.